Thưa thông báo toàn thể các Phật tử chúng ta về dự pháp hội, chúng ta tắt điện thoại di động hoặc để về chế độ rung, và đặc biệt không nghe điện thoại trong khi nghe pháp cũng như khi đang hành lễ, để cho đàn lễ được trang nghiêm thanh tịnh. Các Phật tử nào hôm nay mới đến chúng ta chưa nắm được thì chúng ta lấy điện thoại ra và nhờ tắt điện thoại di động hoặc để nhờ người bên cạnh tắt cho. Và cũng trước khi vào giảng thì cũng thông báo luôn, vì để cho đàn lễ của chúng ta được trang nghiêm và thanh tịnh, cái sở cầu của đại chúng chúng ta được viên mãn, cho nên trong 3 ngày tổ chức pháp hội thì các Phật tử chúng ta đến dự và ở tu ở trong chùa, thì chúng ta trong 3 ngày này chúng ta phát tâm ăn chay tuyệt đối ở trong với nhà chùa. Còn các vị về nhà thì các vị sử dụng thế nào ở nhà mình cũng được, đặc biệt là không ra ngồi ở ngoài hàng quán để ăn đồ mặn ở trong cái phạm vi ở trong cái khuôn viên của chùa. Vì cũng có một số người dân họ đem họ bán cho những người lái xe và những người khách vãng lai ở phía ngoài cổng chùa, tít phía ngoài ngoài bờ mương. Còn Phật tử chúng ta đi lễ, đi cầu nguyện trong pháp hội thì chúng ta không ngồi ăn ở đó. Còn thì những người lái xe hay là những người khách đi lễ hành hương thì cái đấy là quyền họ. Còn pháp hội chúng ta đến dự thì cố gắng ăn ở nhà, chúng ta có thể ăn suốt. Đến chùa thì chúng ta nên ăn chay để cho đàn lễ chúng ta được thành tựu. Còn hôm qua thầy đã nói rồi, trước khi vào pháp hội bạch với Bồ Tát Quan Âm và Địa Tạng, ngài đồng ý rồi là ai mà đến dự pháp hội và cầu nguyện trong pháp hội này mà ăn mặn ở trong cửa chùa là người đó cầu chả được cái gì đâu. Tốt nhất là đi về, tốt nhất là đi về sớm. Không, tôi thầy nói thật đấy, tốt nhất là đi về sớm và đi về chùa khác. Thầy đã phát nguyện như vậy và các ngài cũng hoan hỉ cái điều đó, vì muốn cho ngôi chùa chúng ta thanh tịnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu Phật tử chúng ta vẫn cứ ra ăn thì họ vẫn bán được hàng. Mà họ bán được hàng thì dần dần nó biến cái chùa chúng ta thành một cái ngôi, thành một cái chợ giống như trong chùa Hương ấy. Đầu dê, thịt chó vân vân đầy đủ ở trước cửa chùa luôn. Chúng ta thì không thể cấm người dân được, vì người dân họ cũng có quyền của họ. Chúng ta thì chỉ có thể nhắc nhở các Phật tử mình thôi, tự mình ý thức thì nó sẽ, họ sẽ không bán được thì dần họ thôi thôi. Còn để họ bán ở nhà của họ thì cái đấy là việc của họ. Còn khi mà nó thành một cái điểm mà nhiều người ăn, người uống, cái lòng người thì nó tham. Bình thường ra thì họ không có nổi lòng tham đâu, nhưng mà họ thấy tiền cái là họ tham, họ chả nghĩ cái gì cả, bất chấp luôn. Mình nói họ thì nhà chùa đi cãi nhau với họ thì không được. Cho nên cái này thì thầy đã phát nguyện như vậy và biết trước là cái điều đó, cho nên Quan Âm, Địa Tạng, Bồ Tát các ngài hoan hỉ. Và đã thế thì cứ ai đến chùa của thầy mà tham dự mà ăn mặn như thế thì ngài đừng cho họ cầu, không có được một cái gì, nhỏ nhất không được. Thế là tôi thấy ngài gật đầu với tôi. Đấy, cho nên cũng thông báo như vậy để chúng ta cũng biết được. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.